người nuôi tháng 3 năm ngoái. Hồi trước ở đây là trang trại nuôi lợn, sau lợn bị dịch thì chuyển sang nuôi nhím, ra Thanh Hóa mua nhím giống về nuôi. Khi nuôi thì bước đầu thì 30 con, rồi cứ mua thêm với cả nhân giống, thời điểm lắm nhất 16 con. Diện tích đấy là 120 m², chia được 26 ô. Mỗi ô thì cứ hai con, mà như cái ô mà để rồng đấy thì 8 con có. Con nhím đấy ăn cũng dễ, kiếm thức ăn cũng dễ mà không vất vả. Ăn rau củ quả chủ yếu là rau muống, những xoài thì táo, lê, khoai, sắn, ngô chứ ăn hết, hẳn dễ nuôi. Một ngày thì mình cũng không vô được đi, là cứ một ngày mình cho nó lăn thôi. Sáng là mình vô cho nó ăn là mình về sinh luôn. Con nhím không hay có bình dịch chứ mà, hẳn dễ nuôi. Mình con nhân giống nó đẻ ra là mình cứ nuôi đi là to lên. Hẳn sinh thì một năm là hai lứa, gọi là hai lứa rưỡi đấy. Một lứa rưỡi là hai con. Con nhím thì thật ra là rất nhanh to. Nhưng mà hẳn 8 tháng trở lên thì con nhím thịt ăn mới dai mới ngon. Con nhím ở đấy thì bán một yên là 3,7 triệu, là bán tại đấy luôn. Địa bàn xã Cổ Đàm thì thuộc khu ven chân núi Hồng Lĩnh, đất thì rộng, người dân thì tập trung sản xuất và chăn nuôi. Trong chăn nuôi có các cái mô hình chăn nuôi bò và chăn nuôi trâu. Trong đó có cái mô hình chăn nuôi nhím của ông Phan Văn Huân, thì bước đầu cũng đã phát triển tương đối, mô hình của ông đã được đến 60 con. Thì chính quyền địa phương thì cũng mong muốn là để nhân rộng cái mô hình nuôi nhím ra để phát triển trên địa bàn cho nó có hiệu quả kinh tế cao.